Tin tức nóng hổi, tỉnh Gunma. Bởi AI của Taiseki FM. Bây giờ bạn có thể tính phí từ tài khoản ngân hàng ICK của mình. Đồng tiền điện tử địa phương của thành phố Taiseki, ICK hiện có thể được tính phí từ tài khoản tại khoảng 300 tổ chức tài chính trên toàn quốc, bao gồm ngân hàng Gunma, ngân hàng Tao A, v.v. trong tỉnh. Số tiền tối đa cho mỗi giao dịch là 10.000 yên. Cho đến nay, bạn có thể nạp tiền vào thẻ của mình bằng tiền mặt từ máy ATM của Seven Bank, thẻ tín dụng hoặc tại tòa nhà chính của tòa thị chính. Chúng tôi đã thêm tính năng này để đáp ứng nhiều yêu cầu từ khảo sát người dùng để giúp sử dụng dễ dàng hơn ngay cả đối với những người không có thẻ tín dụng. Phòng hành chính thành phố Taiseki cho biết, phạm vi tính phí không dùng tiền mặt đã mở rộng và sự tiện lợi cũng được cải thiện.